Nikola Tesla. Nikola Tesla, kẻ điên rồ vĩ đại, là một nhà khoa học nổi tiếng với các ý tưởng khó tin. Điên rồ đến rồ khiến giới khoa học xa lánh và cho rằng ông bị điên. Nhưng chính ông là nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại, góp công lớn trong sự phát triển của nền công nghiệp xã hội ngày nay. Nikola là một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử, được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và từ trường cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Dưới đây là những ý tưởng điên rồ, không thực tế, nổi tiếng khiến người ta gán cho ông biệt danh Bác học điên. Thứ nhất là khai thác vũ trụ. Tesla từng nghĩ đến ý tưởng khai thác các nguồn năng lượng miễn phí đến từ những hạt nguyên tử, các loài tia đầy rẫy trong vũ trụ. Đây là ý tưởng bị coi là khoa học giả tưởng với hầu hết các nhà nghiên cứu vì nó không thực tế. Nhưng Tesla lại nghĩ rằng có thể thiết kế một chiếc máy khả thi để khai thác nguồn năng lượng này và chấm dứt vấn đề khan hiếm từ trái đất. Các hạt vũ trụ siêu nhỏ này liên tục rơi xuống mặt đất với tốc độ nhanh hơn ánh sáng và ông nghĩ có thể bắt được chúng để chuyển đổi thành năng lượng sử dụng được. Rất tiếc, phát minh của ông chưa từng được sản xuất. Thứ hai là điện cảm ứng. Tesla mơ ước một thế giới không tồn tại dây điện phức tạp. Ông đề xuất một hệ thống điện không dây, bao gồm một tháp truyền điện và năng lượng không dây đến mọi ngõ ngách trên hành tinh. Ông đã chứng minh ý tưởng này qua thí nghiệm về sự truyền dẫn cảm ứng để đốt sáng một cái bóng đèn ở khoảng cách ngắn. Ông bắt tay xây dựng tháp Wunderdan Cleaver ở New York, nhưng sau đó bị rút nguồn tài trợ của JP Morgan vì họ phát hiện ý đồ thật sự của ông chứ không phải xây dựng tháp viễn thông. Đây là bước cuối cùng trong hệ thống điện không dây của Tesla và được kết hợp với phát minh máy thu năng lượng vũ trụ. Nếu thành công, thế giới sẽ được sử dụng điện miễn phí mà không giới hạn chỉ bằng một cái anten. Phát minh của Tesla bị chính phủ phản đối kịch liệt vì nó không thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã thắp sáng được bóng đèn bằng điện không dây ở khoảng cách 7 mét. Ý tưởng thứ ba là đốt lạnh. Phát minh này hy vọng sẽ thay thế được xà phòng và nước trong sinh hoạt. Tesla muốn thay thế điện với nước vì điện là kẻ thù lớn nhất của vi trùng. Sự đốt lạnh nghĩa là đốt cháy nhưng không gây bỏng. Người ta sẽ đứng trên một tấm kim loại và được phủ trong nguồn điện luân phiên đến 2,5 triệu vôn giống như một ngọn lửa trùm lên cơ thể. Phương pháp này hiệu quả vì da người có tính dẫn điện, nó còn có tác dụng chữa bệnh vì nguồn điện mạnh có thể sinh ra lượng lớn khí ozone khử trùng có lợi cho sức khỏe. Vấn đề chi phí và an toàn cho người sử dụng đã biến ý tưởng đốt lạnh thành mơ hồ. Ý tưởng thứ tư là Tesla Scope. Nỗ lực lớn nhất của Nikola Tesla luôn cố gắng là tạo ra một thiết bị giao tiếp với người ngoài hành tinh. Ông tuyên bố có thể giao tiếp với những nền văn minh xa xôi bằng Tesla Scope, nhưng chưa có ai xác minh những gì ông nói. Ông đã nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau, không giống bất cứ thứ gì từng biết và những tiếng click tương tự bộ mã Morse. Sử dụng chiếc kính telescope của mình, ông hy vọng chứng minh sự tồn tại của sự sống trên sao Hỏa. Ý tưởng thứ năm đó là máy phát tia chết chóc. Đây là
phát minh nguy hiểm của Tesla trong nỗ lực chống lại chiến tranh. Death Ray, tia chết chóc, làm việc như một máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao tới khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ và máy bay chiến đấu. Tesla đã đề xuất ý tưởng cho JP Morgan để xin tài trợ và khẳng định với dòng năng lượng 80 triệu vôn, chùm tia có thể xuyên thủng bất cứ vật liệu gì. Lập luận của ông khá thuyết phục, nhưng chính phủ Anh, Mỹ đều từ chối. Nước Nga đã ủng hộ Tesla và cho chạy thử nghiệm phát minh này. Nhiều nhà lý thuyết âm mưu cho rằng chính hoạt động chế tạo này đã gây ra vụ nổ Tunguska vào ngày 30 tháng 7 năm 1908. Thứ sáu là điều khiển thời tiết. Một trong những thách thức lớn nhất của con người là khả năng kiểm soát thời tiết. Tesla nghĩ rằng ông có thể làm cho đất đai màu mỡ nhờ sử dụng sóng vô tuyến điện thế tuyến điện để thay đổi từ trường trái đất trong tầng điện ly của khí quyển, hình thành các sóng khí quyển cực mạnh điều khiển thời tiết. Một lần nữa, thuyết âm mưu cho rằng phát minh của ông đã rơi vào tay kẻ xấu và đang được chúng sử dụng để thống trị nhân loại. Bằng chứng là sự thay đổi khí hậu, thời tiết cực đoan ngày một nhiều như hiện nay. Thứ bảy là súng tia X. Việc phát hiện tia X của William Röntgen thu hút giới khoa học, đặc biệt là Tesla. Ông mở rộng phát minh thành một khẩu súng bắn tia X quang lợi hại cùng với Mark Twain. Họ trở thành đôi bạn thân sau khi Tesla chữa khỏi bệnh táo bón cho đại thi hào này. Sử dụng khẩu súng này, hai ông có thể nhìn xuyên thấu bất cứ vật gì mà chùm tia X đi qua ở khoảng cách 12 mét. Sáng chế tưởng chừng bị lãng quên giờ lại trở thành một ứng dụng không thể thiếu trong y học ngày nay. Thứ 8 là dòng điện xoay chiều. Nikola Tesla bắt đầu hợp tác với Thomas Edison năm 1882 khi ông chuyển tới Paris làm việc cho công ty Continental Edison. Đây là thời gian đầu khi Tesla được giới khoa học công nhận tài năng. Edison đã gợi ý trả 50.000 đô cho Tesla để sửa chữa chiếc máy phát điện của mình, mặc dù sau đó không thấy ông trả khoản tiền đó cho cộng sự. Điều này buộc Tesla tách riêng và lập công ty, nơi ông phát hiện loại điện mới gọi là dòng điện xoay chiều, có khả năng truyền tải khoảng cách xa và tiết kiệm điện. Edison đã rất tức giận và kêu gọi mọi người biểu tình, thậm chí dọa đốt nhà xưởng. Tesla đã chứng minh dòng điện của mình đủ thắp sáng bóng đèn mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào ở triển lãm năm 1893. 9. Ý tưởng thứ 9 là thắp sáng thế giới. Một lần nữa, Tesla muốn cho cả thế giới thấy tài năng của mình bằng sáng chế ra một loại hạt khí loãng nhạy cảm với năng lượng để phát sáng cho cả hành tinh. Ông lên kế hoạch sử dụng một loại tia cực mạnh như tia cực tím bắn vào các hạt này để chúng phát sáng như hiện tượng cực quang. Ông khiến người ta cho rằng nếu thành công, con tàu Titanic sẽ chẳng bao giờ chìm xuống mãi mãi. Thứ 10 là máy dao động của Tesla. Tất cả vạn vật đều tạo từ nguyên tử và mỗi nguyên tử lại rung động ở một tần số khác nhau. Nếu gặp phải tần số phù hợp thì sẽ cộng hưởng thành tần số rung có biên độ cao hơn, gần giống như hiện tượng chiếc cầu treo rung lắc theo nhịp của một cơn gió nhẹ cũng đủ để nó sập. Dựa vào lý thuyết ấy, Tesla phát minh chiếc máy phá hủy, bỏ túi, tạo ra những tần số rung khác nhau. Ông để lại là khi bật chiếc máy đó lần đầu tiên, một tiếng động lạ vang lên và những vết nứt đầu tiên xuất hiện. Mọi thứ rung lên bần bật cho tới khi cảnh sát ập tới đạp vỡ cái máy trước khi tòa nhà sụp đổ. Khi được hỏi về cách cái máy có thể phá hủy được tòa nhà Empire State không, Tesla trả lời rằng chỉ cần có đủ thời gian tìm ra tần số phù hợp, chiếc máy sẽ truyền một năng lượng lớn năng lượng cơ học để phá hủy bất cứ thứ gì.
Phát minh của ông được nhiều người ủng hộ vì chứa một sức mạnh to lớn trong chữa bệnh nếu nó tìm đúng tần số rung của khối u của căn bệnh trong cơ thể để phá hủy hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến những bộ phận khác. Tesla là một thiên tài, ông đã nói rằng mọi người đang ở hiện tại, còn tương lai, những cái mà tôi thực sự làm thì là của tôi. Chào tất cả các bạn, mong hẹn gặp lại các bạn ở trong những chương trình giới thiệu Tesla sau.